Kênh Hoa Lan Thơ xin kính chào các chú anh chị. Hôm nay kênh Hoa Lan Thơ mình làm cái video chia sẻ đến cho các chú anh chị mình mới tập chơi. Đó là những cái cây la lan là dễ trồng, dễ chăm nhất. Đó. Có nhiều cái loại lan mà nó dễ trồng đến nỗi là không có cái cây nào mà dễ trồng hơn nó. Dành cho các chú anh chị mới tập chơi nha. Đó, thì mình trồng những cái loại lan này là bảo đảm là nhẹ chăm đó. Cây vẫn phát triển tốt, chỉ cần tưới nước thôi thì cây vẫn phát triển tốt bình thường đó. Còn mình muốn cho nó đẹp, nó bóng cây thì mình cho nó ít phân đó. Mình phun các loại lan kia, mình phun cho nó. Thì nay mình sẽ quay cho các chú anh chị em xem, một chút xíu nữa mình sẽ trồng cho các chú anh chị em xem luôn đó. Cầm đi ra đây. À, chú thấy cái làng nào mình chỉ cần mình cuột vô trong cái thanh sắt gì thôi đó, cái trụ sắt này thôi, nó là rễ nó buông xuống, nó ăn xuống dưới đất luôn nè, chú thấy không, nó ăn cứ ngắt xuống dưới đất luôn nè đó. Nhưng những cái dòng lan này để cho cái rễ nó gom lại chỗ nó đẹp thì mình trồng theo cách này đó. Dưới đây mình chỉ để gì, xì dừa thôi chứ không gì khác hết đó. Đây là loại lan thứ nhất, Mokea. Đó. Mokea. Đó, loại lan thứ hai, đó là hạt vĩ. Đó, cái hạt vĩ là các chú tình diện thấy không? Để mình vô đây mình lấy xuống cho các chú anh chị em xem. Chút xíu nữa mình sẽ quay cho các chú anh chị em xem mấy cái chỗ mà mình trồng nó đơn giản nhất. Đó, rất là dễ trồng. Đó, mình chỉ cầm ghép lên là mình treo nó lên là nó sống thôi, thậm chí khỏi cần ghép luôn, máng đại vô cây sắt nào nó cũng sống nên chúng mình quay cho các chú anh chị mình xem. Đó, loại lan thứ hai. Đó, cái loại lan thứ ba. Cái loại lan thứ ba là mình thấy là hoàng thảo tục tụ nè. Đó, cũng dễ trồng, bây giờ ra hoa nè, chuẩn bị là nó bung nè. Đó. Thấy không? Hoa nè. Cái này là chỉ là cái nụ của nó thôi nè. Đó, chú anh chị mình chỉ trồng lên gì là nó sống nè. Đó. Rồi, một cái loại lan tiếp theo nữa là loại lan thứ tư. Loại lan thứ tư là cái gì? Kiếm. Đó, kiếm là tất cả các dòng kiếm lưu hội luôn. Đó, tất cả các dòng kiếm lưu hội rất là dễ trồng. Đó, chỉ cần mình để nó lên vậy thôi. Ở dưới đây chỉ để ít miếng xơ dừa. Để vậy thôi, cây vẫn tốt trong phát triển bình thường. Đó. Thấy không? Cực kỳ dễ trồng. Đây. Chỉ cần để nó lên vậy thôi. Mình chỉ cần mình đặt thôi, những cái dòng kiếm này mình cũng có quay cho các chú anh chị mình xem rồi đó. Là mình chỉ cần mình để lên trên cái gốc cây nào đó vẫn sống, rất là dễ trồng, dễ chăm. Đó. Rồi, cái loại lan thứ năm nè. Cái loại lan thứ năm thì nó là hoàng nó là hương vani. Hương vani mình cũng chỉ cần mình trồng chậu nè, thấy các chú thấy không? Mình bỏ gì tùm lum có thể, dân đây nè, bỏ nhãn rồi bỏ vú sữa, bỏ thông than gì tùm lum, bỏ ra mình đặt đại lên gì mới vẫn sống phát triển nè các chú thấy không, nẻ mầm gốc tua tủa luôn trên đây nè, cây nè cực kỳ đẹp đó. Loại lan thứ năm. Rồi, loại lan thứ sáu đó là gì? Bảy rồng đó, các chú thấy bảy rồng không? Chỉ cần các chú anh chị mình ốp nó vô khúc cây gì thôi là nó sống. Hoặc là mình có những cái loại, có mình mua những cái cây vĩ rồng mà nó có nguyên cái khóm gì nè, cái khóm nó tròn do mà nó nhô lên, nó hai ba lớp nó trồng nha, mình đặt trong cái chậu trồng cái đó cực kỳ đẹp đó. Loại lan thứ sáu vĩ rồng. Rồi, cái loại lan thứ bảy là cái gì? Cái loại lan thứ bảy đó là lông tu sân. Lông tu sân rất là dễ trồng luôn, ghép nó lên đó để chỗ là thoáng mát, là bỏ chỗ nắng hay là chỗ mát gì nó cũng sống hết. Nhưng mà cái giò này mình bán rồi, bán cho khách rồi nhưng mà mình chưa có giao được, dịch bệnh căng quá mình chưa giao được.
Long Tu Sơn. Đó là lò lan thứ 7. Đây Long Tu Sơn nè, kỳ nè. Bỏ đại vậy nó vẫn tốt nè. Ở chỗ đây không? Vẫn tốt, nó vẫn cao nè, thấy không? Kỳ đó, mình làm biến chưa trồng đó, chưa ở không trồng chứ không phải là làm biến. Đó. Chú thấy không? Vẫn tốt bình thường. Đó, lò lan thứ 8. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi lên trước nha các chú anh chị. Mình đi lên trước mình cắt một cái cây lên trước mình trồng luôn, rồi mình chia sẻ tiếp những loại lan nào đó cho các chú anh chị mình nha. Đó, những loại lan đó các chú anh chị mình chỉ cần trồng lên tưới nước khoảng ít phần tăng chậm ở dưới là ok. Đó, mình không cần phải làm cái gì nữa hết. Nè kiếm nè. Thấy không? Trồng rất là đơn giản. Giá thể trồng cũng dễ tìm, cái gì trồng nó cũng sống, mình có độ ẩm là nó sống. Rồi bây giờ sẽ cắt cái cây này nha. Cắt cái cây này lên trước trồng nè, cho đẹp. Để đây nó nhìn nó không đẹp. Đó. Cắt nó ra. Tôi thấy là rễ nó ăn xuống dưới đất luôn nè. Ăn xuống dưới đất đen xì luôn thấy không? Đó, bây giờ mình sẽ đem lên trước mình trồng nó nha. Chia sẻ tiếp cái loại lan này dễ trồng nữa. Dễ trồng dễ chăm, màu hoa đẹp. Đó. Mấy cái dòng lan thí dụ như cái dòng lan Mokaga nè. Cái này là Mokaga. Đó, các chú anh chị thấy mình trồng là cây này là màu vàng. Đó chứ cửa nhà, nhưng mà đặc biệt á các chú anh chị mình trồng nó. Trồng nó thì mình phải để cho nó có nắng. Cây ổn định rồi mình phải để cho nó có nắng, không có nắng là nó không ra hoa. Đó, giờ mình sẽ trồng nó lên cho các chú anh chị mình xem rồi mình chia sẻ tiếp nha. Mình trồng đi rồi mình quay cho các chú anh chị mình xem, tại cái cây quay này nó không tới, mình trồng ở trên đây nó hơi cao. Cắt nó rễ dập bỏ đi rồi mình trồng nó lên. Lan này chỉ cần các chú anh chị mình đó trồng chỗ nào cũng sống hết, mình chỉ cần che mình cuột nó vô, mình cố định nó vô thôi, cho nó có chỗ cố định thôi là nó sống rồi. Rồi xong rồi là các chú đây. Thì mình trồng nó vô cho nó thành ra ngoài quay vô nha. Mình trồng nó vô là cho nó thành cây mẹ con. Đó, trồng nó vô đây cho nó thành cây mẹ con nha. Cái này là lan màu vàng hết. Nó rễ nó sẽ rút vô đây thì nó gọn hơn. Đơn giản vậy thôi các chú anh chị, mình kỹ chỉ cần cố định vô gì nè. Cho nó có chỗ cố định vô thôi là nó sống rồi. Rồi tưới nước, nhớ tưới nước cho nó là nó sống rồi, không cần phải làm gì nữa hết. Rồi cái loại lan tiếp theo nè, nè các chú chị thấy kiếm không? Trồng đại lên gì nè, khỏi cần làm gì chứ. Mình chưa có phun phân thuốc gì chứ, chưa có bón phân luôn nè, mà thấy rễ nó ra thấy không? Coi nè. Rất là dễ trồng, dễ chăm luôn. Bên đây nhóc luôn nè. Chú thấy không? Nè. Rất là dễ trồng, dễ chăm. À, rễ nó ra, nhìn nó trắng phiếu hết trơn rồi nè. Đây nè, trắng phiếu hết trơn đó, tua tủa và mầm gốc nó nhảy nè.
Rồi loại lan tiếp theo là gì? Dengo. Dengo là dễ trồng nhất. Đó, trồng với giá thể gì cũng được, nhưng mà mình trồng với than với vỏ thông thì nó hạn chế được cái tình trạng thối, với nó đỡ sang chậu hơn nghe các cô chú. Còn mình trồng mấy cái loại sơ dừa đồ á, sang chậu mệt lắm. Đó, loại lan thứ 10 Dengo dễ trồng nhất. Nào, tiếp theo 11 là gì? Vũ nữ. Trồng vô sơ dừa vậy thôi, khỏi cần phải trồng cái gì nữa hết. Đó, cực kỳ không? Trồng vậy là nó tốt thôi. Đây, qua quay chậu lớn cho các chú anh chị xem. Vũ nữ. Đó. Thấy chưa? Loại lan tiếp theo nữa nè. Tiếp theo là thứ 12, 13 gì đó, cẩm cù. Cẩm cù rất là dễ trồng luôn. Đó, trồng với cái giá thể mà mình trồng bằng cái cây mai vàng đó là mùng dừa nè, đó, mùng dừa với đất, thậm chí là đất trộn với mùng dừa thôi vẫn tốt, chẳng phát triển bình thường. Đây. Đó, rất là dễ trồng. Đây mình quay hạt vĩ cho các chú anh chị em xem nha. Hạt vĩ nè. Cái này mình có quay rồi, giờ mình quay lại nè, thấy không? Nó vẫn phát triển, rễ vẫn xanh đàng hoàng luôn. Đó, đây là cái khúc kỳ mình chỉ cần gắn gì thôi, đâu có giá thể gì đâu. Phun phân thuốc thì mình phun định kỳ, mình phun cho nó thì nó sống thôi, thậm chí khỏi cần phun tưới nước vẫn sống. Qua đây nữa nè. À. Chú chị mình thấy không? Hay là. À, chỉ cần mình máng lên cái trụ cây này thôi vẫn sống. Và đây là chậm chậu nè. Trồng chậu thì trồng chứ có trồng chứ thật chất đâu có mấy cục than. Cây tốt phà luôn. Đó là những cái loại lan dễ trồng. À, các chú anh chị nhìn nè. Vũ nữ. Vũ nữ mà trồng trên cái chậu bự gì luôn đó. Các chú thấy không? Nè. Bỏ đại vậy đó mà nó vẫn tốt đó. Cây vũ nữ đó, lan vũ nữ. Rồi. Lan lên gô vợ bông cái này các chú, cực kỳ bông luôn. À, vợ ra bông quá trời luôn nè, bông là nụ là không bị vàng nụ luôn đó nha, phun nó gọi là không bị vàng nụ luôn. À, à, gồng vàng nè, gồng vàng này trên một tháng chưa tàn nữa nè. Gồng vàng bây giờ là cũng hot á, nó bây giờ là hàng này nó khó kiếm. Dengo, à, mini, da, đó, chú thấy không? Dễ trồng dễ chăm, loại lan. Rồi giờ mình sẽ cho quay cho các chú chị mình xem cái hoa nữ hoàng bóng đêm. Loại này thì tại sao người ta kêu bằng nữ hoàng bóng đêm? Tại vì nó là nó sổ hoa vào ban đêm. Loại này là cũng dễ trồng dễ chăm. Đó. Loại này dễ trồng dễ chăm nha, đặc biệt là hoa nó thơm vào ban đêm. Ban đêm thì thơm cực kỳ, nếu mà nó nở căng ra nó mới thơm. Còn mới nở hé nó chưa thơm đâu, nó nở căng ra nó sẽ thơm vào ban đêm, nó thơm cực kỳ. Và ban ngày nó không bao giờ nó thơm nghe các chú. Loại này rất là dễ trồng, trồng với sơ dừa nó vẫn sống. Nhưng mà mình không thích trồng sơ dừa nên về mình trồng với vỏ thông nhuyễn nè. Đó, cho cây có độ ẩm. Và cái dòng hoa này thì nó ra hoa quanh năm, mà đặc biệt thì cái cây của nó bé bé vậy nè, chứ nó không lớn như cái dòng nữ hoàng bóng đêm hoa màu trắng kia. Đó, nhưng mà cái dòng này hoa nó mới đẹp, hoa màu trắng kia nó màu tàn lắm. Dòng này thì cực kỳ lâu tàn. Đó, lâu tàn dữ lắm, lâu tàn mà ban đêm nó thơm dữ lắm, thơm càng về khuya nó càng thơm. Mà đặc biệt là cái cây nó nhỏ nhỏ vậy đó. Đó, các chú thấy không? Nhưng mà cái hoa nó không nhỏ, hoa nó cực kỳ to. Đó, thì nó xuống hoa này là nó sẽ lên cái mầm gốc kế tiếp, là nó trưởng thành lên là nó sẽ cho hoa tiếp. Đó, nó hoa quanh năm luôn. Đó, mình thích nhất là cái mùa hương, nó ban đêm thơm ghê lắm. Mà cái màu là của cái dòng này thì cái loại mày cây ngắn và nhỏ này nè, cái hoa nó cực kỳ là cực kỳ đẹp.
nó hoa nó cực kỳ đẹp. Rồi hôm nay Hoa Lan Thơ mình làm cái video chia sẻ đến cho các chú anh chị mình mới tập chơi là cái các loại lan mà dễ trồng dễ chăm nhất dành cho các chú anh chị mới tập chơi. Các chú anh chị mình yêu thích kênh Hoa Lan Thơ nhớ bấm vào nút like cũng như là đăng ký kênh và bật chuông để cập nhật những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.